Xin kính chào quý khách hàng của nhà WH Sapeti. Dạo gần đây WH Sapeti đang có một số dự án mới, chắc là sắp sửa nữa WH Sapeti sẽ chào đón thêm những mẫu giày bảo hộ lao động mới của bên nước ngoài nữa. Thay vì chỉ có mẫu giày Sapeti Yoga hoặc là mẫu giày Han hay là Yiben riêng thì chắc chắn là sẽ có những mẫu giày mới. Và hiện tại thì Sapeti đã có nhân viên xe bên nhà xưởng ở bên nước ngoài và tìm hiểu về những cái mẫu mã đó. Hy vọng trong thời gian sớm nhất sẽ có những mẫu giày mới để chào đón mọi người. Ngày hôm nay thì WH Sapeti sẽ giới thiệu với mọi người một mẫu giày khá là quen mắt và trong phân khúc giá là từ 1 triệu đến 1 triệu 200 nghìn. Thì đây là một trong những dòng giày phân khúc giá cũng là tương đối và phù hợp cho các anh kỹ sư. Thì mẫu giày này nó có đặc điểm và ưu điểm gì và tại sao là nằm trong phân khúc giá đó, thì xin mời mọi người hãy đồng hành cùng với mình để xem hết video ngày hôm nay, cũng như là xem là mình giới thiệu mỗi sản phẩm này nó có những ưu năng gì nha. Đầu tiên đó là giày bảo hộ trước mặt mọi người đang xem trên màn hình. Đây là giày bảo hộ lao động chống trượt xe điếu cơm tên là Rocket 81. Đây là một trong những sản phẩm đầu tiên mà đánh dấu cho sự hợp tác của Sapeti Yoga, là thương hiệu sản xuất giày đã nổi tiếng rồi, với lại một hãng Soulfull. Thì đây là một trong những cái hãng mà nói về giày về độ nhẹ cũng giống như là độ trơn trượt của nó khá là nổi tiếng ha. Về tính năng và ưu điểm nổi bật của giày Sapeti Yoga Rocket 81 S1B thì như mọi người biết là S1B thì nó sẽ khác hoàn toàn so với S3 ha. Đầu tiên là S1B đó là ưu điểm nổi bật của tiêu chuẩn S1B đó chính là gì ạ? Đó chính là chống trơn trượt. Và cái việc chống trượt này thì vô cùng hiệu quả đối với việc và đế giày bảo hộ của Yoga Rocket 81, thì nó còn được sản xuất bằng cái vật liệu công nghệ cao có trọng lượng rất là nhẹ luôn mọi người, và tạo ra một cái lớp đàn hồi êm ái và cho cảm giác là di chuyển rất là nhẹ nhàng, linh hoạt cho dù là mình ở bất cứ địa hình nào. Do đó nên là Rocket 81 là còn được xếp vào về hàng ngũ của những đôi giày siêu nhẹ với trọng lượng là tương đối, và nó trọng lượng của nó cũng tương đối. Và nếu như mọi người đã sử dụng cái dòng giày Yoga Raptor thì Rocket 81 thì cũng nhẹ hơn Yoga Raptor khoảng mấy trăm gram. Thì bên cạnh cái phần mà chống trơn trượt là cái ưu điểm nổi bật nó, thì cái phần mũi đây mọi người, trước mặt mọi người đang nhìn là cái phần mũi giày của cái Yoga Rocket này còn được thiết kế là với dáng ôm cong, và cái phần mũi giày này nó sẽ hạn chế tối đa cái tình trạng vấp ngã khi di chuyển trên mọi địa hình trơn nè. Và những địa hình gồ ghề hay là cái địa hình vướng víu thì nó cũng khá là ok luôn nha. Nó cũng rất là ôm form chân của mình, cho nên là những cái anh kỹ sư hoặc là những bạn trẻ năng động đó, khi mình sử dụng cái đôi giày này đi vừa đi làm được vừa đi chơi được đó. Với lại những cái đường hoa văn là mọi người đã uống nước cam mà đúng không, cái biểu tượng hoa văn này cũng khá là xinh và dễ thương, và nó làm nổi bật lên cái đôi giày của mình với họa tiết màu trắng trên nền. Màu này thì ở trong video có thể mọi người nhìn thấy là nó màu đen đúng không, nhưng mà thật ra ở bên ngoài nó không phải là đen tuyền 100% nha mọi người. Nếu nhìn kỹ là mình sẽ nhìn thấy màu nó đại loại giống như màu xanh than, nó hơi có một pha một chút màu xanh thôi chứ không phải là đen tuyền luôn. Và nhìn màu nó thật sự là rất là đẹp, bên ngoài sẽ đẹp hơn ở trong hình và trong video nhiều. Video này hiện tại thì mình đang quay bằng iPhone 13 cho nên là nó cũng khá sắc nét. Nếu như ai đã sử dụng dòng iPhone rồi thì mình có thể biết được phần này ha. Với mình sẽ nói tiếp ha, với cái phần mà mình nói đến đâu ta, nói đến cái phần mà mũi giày ôm và form mình rồi ha. Rồi thiết kế này thì nó cũng khá là tương đối mà thon chân, tăng cường cái tối đa cái tiết diện mà khi mình tiếp xúc với lại bề mặt đường, cũng giống như là nó mọi người có nhìn thấy cái mũi nó tràn lên trên phía bên đầu ngón chân luôn, cái đế đó cái phần đế bên trên mọi người nhìn thấy không ạ, phần đế đen nó tràn lên phần phía mũi luôn. Thì cái phần này nó sẽ giúp cho mình là tiếp dép với lại cái tận đường mình đi thì nó sẽ tăng khả năng là chống trơn trượt cho mình rất là ok luôn. Về cái phần đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa mình muốn nói đến ở đây đó là khoảng cách giữa các gai giày. Khoảng cách giữa các gai giày là sao? Như những cái mẫu giày công trình nặng trước thì mình có review là dưới lớp đế giày là có những cái đường lợn sóng đúng không, hoặc là những cái khoảng cách sâu thì nó giúp cho mình chống trơn trượt. Thì tuy nhiên đây là một cái đôi giày mình với công năng là S1B luôn nha, tiêu chuẩn S1B luôn, đặc trưng của nó là chống trơn trượt, thì cái đường rãnh lợn sóng ở phần mũi giày nó sẽ dày hơn rất là nhiều, và khoảng cách của nó cũng sẽ
gần hơn và nó tăng cái độ ma sát lên khi mình đi sẽ không trơn trượt. Thì cái mẫu giày này không chỉ chú trọng về các yếu tố an toàn mà rocket 81 này còn là một cái điểm hình cho mẫu giày bảo hộ lao động chống trơn trượt thế hệ mới với kiểu dáng thể thao rất là mạnh mẽ và thời trang, không thua kém với bất kỳ mẫu giày thể thao nào. Tại sao nó như thế ạ? Mọi người có thể nhìn thấy những cái phần mà đôi giày của mình xoay, mình vừa quay một vòng, mọi người có thể nhìn thấy với cái thiết kế cực kỳ thông minh và sử dụng chất liệu cao cấp thì nó đảm bảo an toàn cao nhất. Về phần đế giày của hãng SFC thì luôn được các thương hiệu giày hàng đầu nổi tiếng như là ACE, Wood Boss, Moyo, New Blend hay là Johnson thì rất là nhiều mẫu giày của những cái mẫu khác như thế đều sử dụng với công thức này. Và Study Joker thì cũng tin tưởng và hợp tác về cái hãng như mình vừa nói ha. Thì đương nhiên thì với cái mẫu giày lần này á thì cũng kết hợp với lại hãng Surfacril, thì cái hãng này thì đã luôn là được rất là nhiều hãng khác kết hợp chung và phối hợp chung, thì đôi rocket này cũng giống như là một sản phẩm minh chứng cho cái điều đó nha. Cho nên là khá là ok với cái màu sắc này, là cái dạng này là dạng cổ nha mọi người, rất cao, đeo đến mắt cá chân ha, và có dây. Thì size ở đây là hiện tại của mình là có size từ 38 đến 44 thôi. Cho nên là nếu như mọi người muốn size bé hơn hoặc size lớn hơn thì mọi người inbox với lại nhân viên kinh doanh mình order ở bên kia về ha. Tiêu chuẩn thì tiêu chuẩn EO, trọng lượng đúng không ạ? Trọng lượng thì một đôi này khoảng 500 gram cho một chiếc size 41. Mọi người nó đôi giày gì mà khoảng 1 kg mọi người nghe cũng rất là nặng, nhưng thật ra không hề nặng đâu mọi người. Khi mà đôi giày thể thao bình thường của mọi người đi ha, những đôi giày thể thao bình thường mọi người đi hiện tại bây giờ, như là đôi giày trung bình của bạn nam đi, mình có cân là hiện tại bây giờ các đế giày và sử dụng cao su, đôi giày thể thao bình thường mình cân là cũng là rơi vào 475 520 gram trên một chiếc rồi, chiếc size 42 rồi. Một đôi giày thể thao bình thường cũng phải 1 kg mọi người. Nếu như mọi người có hành lý xách tay đi với bay, mọi người thường hay cân là mọi người cũng biết là đôi giày cũng khá là nặng rồi. Huống hồ chi đây là một đôi giày có lót thép và mũi thép chống đâm xuyên, chống va đập, thì đương nhiên là cái chất liệu đó thì nó cũng khá là nặng. Thì tuy nhiên cái phần cải tiến của rocket này thì lớp lót nó được làm rất là ok luôn, không phải là chất liệu thép nữa mà là chất liệu chống đâm xuyên rất là tốt, bởi vì sử dụng một chất liệu cao, hệ trọng lượng của nó vô cùng nhẹ, cho nên là mọi người thoải mái mang đi ha. Và cái ngày dài lớp ở bên trong thì nó cũng khá là êm chân, và lớp xốp rất là mềm mại, và để lớp như thế này thì tạo cảm giác rất êm ái cho mọi người đi ngày dài luôn, cho nên cũng khá là ok và tin tưởng đôi giày này. Về cái phần họa tiết này thì mình không nhắc thêm, chắc chắn là mọi người có để ý nghĩ là khi mà mình quay một tròn đôi giày thì rất là đẹp đúng không ạ? Về hiện tại mình nói thêm một chút nữa nha, phần tem đúc nổi thì vẫn là còn ở trên giày ha. Tuy nhiên mọi người hay thắc mắc với mình là cái mẫu mà cái phần logo trên tem đúc nổi á, lúc thì là số 3 mà có nét liền và lúc thì là số 3 mà có nét rồi như hiện tại trên màn hình ấy. Thì đây là thực ra hai logo đó đều là của Study Joker hết, nhưng mà tuy nhiên thì sẽ có một sự khác biệt chút xíu, đó là nếu như về nói về Study Joker thì cái mẫu logo này họ sẽ phân ra cũng giống như là việc phân loại. Thứ nhất là giày mà dành cho công trình nặng khác, giày chống trơn trượt khác, và giày cho công nghiệp nhẹ khác, giày cho công nghiệp nặng khác. Tuy nhiên logo này nó là của hãng Study Joker, nhưng khi nào mà có cái phần mà logo khác một chút xíu hay thay đổi gì thì mình sẽ nói chi tiết cái phần này cho mọi người luôn ha. Chắc là một chút nữa mình sẽ ra thêm một số mẫu sản phẩm mới của Savvy Joker mà mình chưa có review cho mọi người, như là Joker Obelisk này, hoặc là Joker của một số mẫu Joker mà cách điện 18.000 kV mà hôm trước mọi người có hỏi mình đó. Thì A 18.000 18.000 ôm mình lại quên 18 đúng rồi, 18 kV mình sẽ review thêm cho mọi người. Còn hiện tại bây giờ cảm ơn mọi người nha. Nếu như mọi người muốn đặt hàng, mọi người có thể liên hệ với lại số điện thoại trên màn hình và mã sản phẩm ở đây nằm trong phân khúc giá trên 1 triệu. Thì phân khúc giá của Study Joker thấp nhất là khoảng chừng 450.000 trở lên.
thì bên mình đều có hết. Còn dưới 450.000 hiện tại thì bên mình không có mẫu. Mẫu của Kelly Walker chỉ có mẫu giày của Việt Nam thôi nha. Mọi người cần thêm giày thì có thể liên hệ xuống lại. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Nếu mọi người thấy hay thì bấm like kênh và chia sẻ, cũng giống như là bật chuông thông báo để nhận thông tin mới nhất khi mình ra thêm nhiều mẫu giày review nữa. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc bên những người thương của mình nha.